Ước tính Trung Quốc sẽ có hơn 400 triệu người từ 60 tuổi trở lên vào năm 2035, chiếm 30% dân số nước này. Điều này đặt ra những thách thức trong vấn đề lương hưu và chăm sóc sức khỏe. Theo nhà nghiên cứu Wei Nanchi, Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc, một loạt các chính sách trong đó có việc thường xuyên tăng lương hưu, trợ cấp tuổi già, cải thiện quyền lợi bảo hiểm y tế ngoại trú liên quan đến việc đăng ký khám chữa bệnh tại chỗ, đóng vai trò tích cực trong việc giải quyết những thách thức do dân số già. Để các chính sách chăm sóc người cao tuổi của Trung Quốc trở nên bền vững về mặt kinh tế, tôi nghĩ nên thực hiện chính sách bảo hiểm cơ bản trên toàn quốc, nới lỏng yêu cầu về việc làm linh hoạt để người cao tuổi được hưởng bảo hiểm hưu trí, bổ sung quỹ an sinh xã hội hợp lý, đồng thời chuẩn hóa về bảo hiểm hưu trí. Việc tăng tuổi nghỉ hưu và thúc đẩy tỷ lệ sinh ở mức vừa phải cũng rất quan trọng. Trung Quốc đã thực hiện các chính sách để nâng cao phúc lợi của người cao tuổi, bao gồm cải cách để người lao động dễ tiếp cận lương hưu hơn và thành lập một trường đại học quốc gia cho người cao tuổi để họ có thể tiếp tục việc học tập ngay cả khi đã về hưu.